Tập 1. Babu trở lại. Babu, người bạn thân nhất của Tiki, đang ở một ngôi trường mẫu giáo khác. Tiki nhớ cậu ấy và họ luôn viết thơ cho nhau. Tiki! Thơ của cháu xong rồi. Của cô đây. Cô đi đây. Hãy nói với Babu hồi âm sớm cho con nhé. Tiki, có thư nè con. Cảm ơn bác Billy già. Tuyệt, Babu sắp trở lại. Sao cơ? Cậu nghiêm túc hả? Cái gì? Babu trở lại? Khi nào cậu sẽ trở lại? Trong thư nói gì vậy? Cậu ấy sẽ sớm quay lại chứ. Babu nói rằng cậu ấy sẽ quay lại sau 13 ngày nữa. Thật tuyệt. 1, 2, 3. 13. Không lâu đâu. Đi nào. Chúng ta sẽ nói với mọi người Babu sắp trở lại. Hoàng tử Tiki, cậu có khỏe không? Cậu có nhớ chú bướm đó không? Nhớ chú bướm đó không? Chúng mình đã trồng và tưới qua trong vườn. Chúng mình cũng đã vẽ tranh cùng nhau. Tớ sẽ vẽ một bức tranh của hai chúng ta. Hoàng tử Tiki, cậu là người giỏi nhất. Cái này nên lớn hơn. Hơn thế này hả? Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Babu là người bạn tốt nhất từ trước đến nay. Mình phải làm gì đó. Mình biết rồi. Mình sẽ tặng cô ấy vài món quà. Mấy con bướm đâu mất hết rồi? Nếu có thể ngụy trang được, mình sẽ núp dưới những bông hoa này. Cái này được đó. Đằng kia. Thật nhiều hoa ở đây. Trốn thật dễ ợt. Chú bướm nhỏ, hãy đến với mình. Tránh xa ta ra. Ngươi không được chào đón ở đây. Đi, đi, đi. Mình sẽ ở đây chờ những chú bướm. Bướm ơi, cậu ở đâu? Tôi sắp cháy nắng tới nơi rồi. Tóm được rồi nhé. Nó chỉ là một con bướm nhỏ xấu xí. Ở đây không có chú bướm nào. Một con sâu bướm. Mình biết rồi. Mình sẽ dùng nó thay thế. Mình sẽ nuôi chú bướm của riêng mình để làm quà. Tiki là một thiên tài. Tớ sẽ chăm sóc cậu và ngắm hoa của Babu nhé. Ở đây. Vic, bắt lấy. Tiki, tới đây chơi đi. Xin lỗi các cậu, để lần sau nha. Hoa ơi, sao cậu không nở vậy? Mình hiểu rồi. Có lẽ nếu tưới nước nhiều hơn, hoa sẽ nở. Đừng lo lắng nhé Hoa. Tớ sẽ tưới nước cho cậu. Cậu sẽ lớn thật nhanh thôi. Đến giờ ăn tối rồi nhóc. Đã kết thành kén rồi. Chẳng mấy chốc cậu sẽ thành bướm. Ở đây nghỉ ngơi, lát nữa tớ sẽ quay lại nha. Những thứ này là gì vậy? Có dại từ đâu mọc lên nhỉ? Cậu đã lớn lên rồi đó. Cậu vẫn chưa nở sao? Phải làm gì đây? Mình làm gì đây? Tớ sẽ giúp cậu. Vẫn không ổn cho lắm. Bông hoa nhỏ,
Hãy nở thêm tí đi. Tốt hơn rồi đó. Đẹp tuyệt. Ba Bù sẽ yêu cậu. Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị bản vẽ. Mình nên vẽ gì đây? Đúng rồi, Ba Bù sẽ thích điều này. Mình nóng lòng để đưa cô ấy cái này quá đi. Trời mưa rồi. Túi của mình ướt sũng rồi. Bản vẽ, nó bị ướt rồi. Phải làm sao đây? Như vậy làm sao tặng cho Ba Bưu? Ít ra vẫn còn hoa và bướm. Bông hoa của mình. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Hoa? Hãy tuyệt vời đi. Mình cũng không thể cho cậu ấy cái này. Mình phải làm gì bây giờ? Không bản vẽ, giờ thì cũng không có hoa luôn. Để xem nó ra sao rồi. Hãy nói rằng không có gì xảy ra với cậu đi. Cẩn thận, cẩn thận. Đẹp quá. Nhẹ nhõm làm sao? Tớ rất vui vì cậu vẫn ổn. Quay lại đây. Quay lại. Quay lại. Tốt nhất cậu nên quay lại đây. Cậu là món quà cho Ba Bưu. Này các cậu, xem ai về kìa. Ba Bưu, lâu quá không gặp cậu. Ba Bưu, chào mừng cậu đã trở lại. Ba Bưu, tất cả chúng tớ đều nhớ cậu. Tớ cũng nhớ các cậu lắm. Ba Bưu đã về rồi. Tớ sẽ bắt được cậu. Cậu đã trở lại, cậu sẽ ở đây một thời gian phải không? Hoàng tử Tiki đâu? Ba Bưu, tớ tặng cậu một món quà mừng cậu trở lại. Cảm ơn Violet nha. Tớ cũng có quà, tớ cũng vậy. Đây này, tớ cũng có quà cho cậu. Chào mừng trở lại. Nhiều quá. Cảm ơn mọi người. Hoàng tử Tiki đâu rồi? Tớ nghĩ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn một đống quà. Tiki, tớ không nhìn thấy cậu ấy đâu cả. Chú bướm nhỏ, cậu dừng lại đi mà. Bướm bướm. Tiki, cậu đây rồi. Chúng tớ đang tìm cậu đó. Tiki, Ba Bưu về rồi kìa. Hoàng tử Tiki, tớ đã nhớ cậu rất nhiều. Ba Bưu. Ba Bưu. Hoàng tử Tiki, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Tớ nghĩ cậu sẽ rất vui khi tớ trở lại. Ba Bưu, tớ đã chuẩn bị vài món quà cho cậu, nhưng tất cả đều bị hủy hoại. Bức vẽ bị mưa làm nhòe, hoa thì tàn, bướm bướm cũng bay mất tiêu luôn. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng. Không đâu, tớ biết cậu đã rất cố gắng. Đó là sự thật. Tớ rất vui khi được gặp lại cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ từ trước đến giờ. Ba Bưu, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Tớ nhớ cậu nhiều lắm luôn. Chúng ta sẽ đi chơi mọi lúc. Hoàng tử Tiki, tớ mừng cho các cậu. Ba Bưu, chào mừng trở lại. Tớ có thể ôm cậu một cái được không? Ô Hoàng tử Tiki, điều đó thật tuyệt vời. Ba Bưu, Ba Bưu, chúng tớ rất muốn ôm cậu. Đừng quên tớ nhé. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất. Chào các cậu. Tớ nghĩ rằng một người bạn tốt chính là món quà tuyệt vời nhất.
Tập 36 Cây cầu gỗ. Tiểu ảo thuật gia Rambo của chúng ta đang cố gắng thực hiện phép thuật. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Hôm nay cậu làm ảo thuật gì vậy? Rambo, cậu nhanh lên chút được không? Phải nhanh lên. Được rồi, gần xong rồi. Cậu ấy chậm chạp như vậy, chắc tớ sẽ là vua Tiki khi cậu ấy làm xong mất. Tớ sẵn sàng. Xem này, đó là một chiếc lá bình thường. Đầu tiên tớ sẽ đặt nó vào bàn tay, sau đó tớ sẽ che nó lại. Lần này tớ sẽ tìm ra cách cậu làm nó. Bây giờ tớ sẽ chà xát nó, và sau đó tớ sẽ thổi vào nó. Và nó sẽ biến mất. Để tớ thử lại nhé. Rambo, cậu mất hết phép thuật rồi hả? Không, không phải đâu. Tớ thử lại lần nữa. Nhìn xem, nó vẫn còn đó. Mọi người, tin tốt đây. Tớ có tin tốt đây. Warren, pháp sư xíu vĩ đại Houdini sẽ có một màn ảo thuật ở khu rừng tiếp theo. Thật sao? Tớ phải đi xem nó. Tớ cũng vậy. Có lẽ xíu Houdini có thể dạy tớ làm phép thuật nào đó. Cái nón đẹp quá. Bác xíu chắc chắn sẽ thích nó. Nó cao quá. Nó trông thật đáng sợ. Mình không thể làm được. Này, Rambo, đợi chúng ta. Rambo, cô đang làm gì vậy? Tiki, cậu làm tớ sợ đó. Tớ xém rơi xuống luôn. Cậu làm như tớ cố ý vậy. Chúng tớ không cố ý làm cậu sợ, nhưng chúng tớ sẽ muộn mất. Đi nào, còn chần chờ gì nữa? Tớ sợ. Cây cầu gỗ có gì đáng sợ chứ? Tớ sợ ngã khi băng qua, rồi tớ sẽ bị cuốn trôi mất. Thôi nào, đừng sợ. Chúng ta đỡ cậu. Tớ không thể, tớ không thể. Tớ sợ, tớ không thể làm được. Hoàng tử Tiki, chúng ta nên làm gì? Được rồi, nếu cậu ở giữa tớ và Babu khi chúng ta băng qua, thì cậu sẽ an toàn nếu bị ngã. Tụi tớ sẽ đỡ cậu. Phải đó, ý tưởng hay. Thôi được. Này xem này, không tệ lắm đâu. Phải, tớ cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Được rồi, nhanh lên nào. Được. Tớ muốn quay lại. Rambo, cậu ổn chứ? Tớ nghĩ đó là điều đáng sợ nhất từ trước đến nay. Nhanh lên, Vic. Được rồi, đang tới nè. Này Vic, tại sao các cậu vẫn ở đây vậy? Rambo sợ hãi khi qua cầu. Qua cầu thì có gì đáng sợ chứ? Hoàn toàn không có gì. Nó không dài đến thế đâu. Và nước có vẻ hơi nông. Và nó không trơn trượt. Được rồi, Rambo, tớ có ý này. Bạn đặt tay lên vai của tớ khi chúng ta đi qua cầu. Nó giống như chúng ta chơi tàu lửa vậy. Tớ muốn chơi, tớ thích tàu quả. Tất cả lên tàu. Rambo, sao cậu dừng lại vậy? Rambo, tiếp tục đi.
Tôi không thể làm điều này. Tôi muốn từ bỏ. Tôi chỉ muốn quay trở lại. Đừng có đi lùi. Nguy hiểm lắm. Dừng lại đi. Được rồi, chúng ta thử thế này nhé. Chỉ cần bò qua khúc gỗ như tớ bằng bốn chân. Hãy đến với chúng tớ. Tớ sẽ chứng minh cho coi. Đây nè. Tiki, thật sự khá tuyệt đấy. Hoàng tử Tiki ngầu quá. Ừ, nhưng tớ vẫn sợ. Không sao đâu, Rambo. Theo tớ. Cậu có thể làm được, Rambo. Cố lên, Rambo. Nó cao quá. Rambo, đừng sợ. Qua đây nè. Tớ không thể. Tớ sợ quá. Tớ ước gì tớ là hư hư. Sau đó tớ có thể bay qua đây. Giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ tớ sẽ không bao giờ được xem màn ảo thuật của bác sếu nữa. Tớ biết ai có thể giúp cô ấy vượt qua khúc gỗ này. Ai vậy? Bác sếu Houdini. Sao một người như cậu lại biết đến sếu Houdini vậy? Này, thật thông minh. Tất nhiên rồi. Dù sao thì tớ cũng là một thiên tài. Vậy bắt đầu nha. Rambo, tớ sẽ ở lại với cậu. Tớ sợ quá. Rambo, nhìn qua đây nè. Nhìn xem ai đang ở đây để gặp cậu. Xin chào Rambo. Đó, đó là bác sếu Houdini. Xin chào. Bạn con nói con sợ qua cầu, nên bác ở đây để cửa giữ cho con. Bác cũng nghe nói con đã có quà cho bác, phải không? Vâng, nó trong túi của con. Con có thể tặng quà cho bác bây giờ được không? Ngay bây giờ hả? Dạ được. Nhưng con lại sợ qua cầu. Biết rồi. Hay là bác cho con làm trợ lý của bác và thực hiện các trò ảo thuật khi bác đến đây. Thật à? Dĩ nhiên rồi. Con muốn làm trợ lý. Rambo, đừng sợ. Hãy dũng cảm. Cố lên Rambo, cậu làm được. Tiến tới đây đi. Cố lên Rambo, cậu gần đến đích rồi. Tiếp tục Rambo. Cố lên, cậu có thể làm được. 2 1. Hai, cậu gần đến rồi Rambo. Rambo đang làm được kìa. 1. Rambo, cậu đã làm được rồi. Yeah, chúng ta làm được rồi. Bác sếu, con đã làm được rồi. Bác sếu, con đây. Chuyện gì xảy ra với bác vậy? Bác bị bệnh hả, bác sếu? Thì ra là các cậu. Các cậu đã làm gì với bác sếu vậy? Đây là... đây có phải là bác sếu không? Rambo, xin đừng giận. Cậu thấy đấy, chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể cố gắng giúp cậu qua cầu. Nghĩa là bác sếu không đến gặp tớ. Nhưng mà nè, Rambo, cậu có thể tự đi gặp bác sếu mà. Đúng rồi, cậu đã tự mình qua cầu. Cậu nói đúng, tớ đã sang được bờ bên này. Warren, Babu, cảm ơn các cậu. Vic, Tiki, cảm ơn mấy cậu. Nhờ mấy cậu mà băng qua khúc gỗ này không còn đáng sợ nữa. Không có chi, bạn bè sẽ luôn cố gắng giúp đỡ cậu. Vậy cùng nhau đến buổi biểu diễn ảo thuật nào. Coi chừng bị trễ đấy. Chúng ta cùng đi xem biểu diễn. Đó là màn ảo thuật hay nhất từ trước đến nay. Đúng rồi, bác sếu tuyệt vời quá. Nó bắt đầu bằng một tay và sau đó... Rambo, cậu làm gì vậy? Tôi đang cố tìm hiểu xem bác sếu đã làm trò đó như thế nào. Rambo, Vic, nhanh lên nào. Đến giờ ăn trưa rồi. Được rồi, tụi tớ tới liền. Chào các bạn. Nhờ sự giúp đỡ của Vic và những người khác, tôi đã có thể đi qua cầu gỗ. Nếu có bất kỳ bạn bè nào của mình gặp khó khăn,
Hãy xem mình có thể giúp đỡ được bạn ấy không nhé. Hẹn gặp lại, tạm biệt.